chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc. Chương trình hôm nay với những nội dung đáng chú ý như sau. Hội thảo phát triển bền vững ngành dâu tằm, tơ lụa, thổ cẩm Lâm Đồng. Bên lề hội thảo, thực trạng và giải pháp cho sự phát triển bền vững của ngành dâu tằm tơ. Hội nghị tổng kết hoạt động phong trào và công tác hội phụ nữ năm 2017. Phần cuối chương trình xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nhìn lại tổng hợp tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc Lâm Đồng năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, hội thảo thực trạng và giải pháp phát triển bền vững của ngành dâu tằm, tơ lụa, thổ cẩm Lâm Đồng diễn ra trong tuần văn hóa trà tơ lụa Lâm Đồng 2017 đã phân tích nhiều vấn đề và tìm ra các giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành dâu tằm, tơ lụa, giữ vững và phát triển nghề chăn tằm, ươm tơ, dệt lụa truyền thống. Hội thảo với sự tham dự của Tiến sĩ Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Hoàng Phụng, Bí thư thành phố Bảo Lộc, ông Nguyễn Quốc Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Fei Chan Minh, Tổng Thư ký Hiệp hội Tơ lụa Thế giới, ông Đặng Vĩnh Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các cơ sở hoạt động trong ngành ươm tơ, dệt lụa, các cơ sở sản xuất cung ứng giống dâu và trứng giống tằm và các hộ nông dân tiêu biểu trong trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Với thị phần chiếm trên 80% sản lượng toàn quốc, cùng chất lượng đã được khẳng định ở thị trường trong nước và quốc tế, tơ lụa Bảo Lộc đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ngày 27 tháng 2 năm 2017. Cây dâu nuôi trồng dâu nuôi tằm hiện nay là một trong những cây trồng có một giá trị cao nhất trong các loại cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Và nếu như sẽ so sánh liên tục 12 năm chúng tôi nghiên cứu, đây là một trong những nông sản mà liên tục giá thành bao giờ cũng cao gấp bằng 1/2 so với giá bán. Có nghĩa là trong sản xuất nông nghiệp hôm nay, giá trị thặng dư kiếm được từ 30 đến 35%, rất khuyến khích, đặc biệt trong nông nghiệp ứng dụng công cao. Nhưng riêng về trồng dâu nuôi tầm là cái giá bán bao giờ 12 năm liên tục vẫn cao gấp đôi so với giá thành, thì đây là một trong những ngành lợi thế trong cái quá trình phát triển. Vì vậy cho nên là trong những năm qua, diện tích dâu tầm tơ của Lâm Đồng đã liên tục tăng trưởng, đến hôm nay là khoảng là 5.000 hecta với một cái sản lượng kén khoảng 5.200 tấn. Nếu so với phạm vi quốc gia thì sản lượng kén của Lâm Đồng đã chiếm tỷ lệ là 79% so với cả nước và đã góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 16.000 lao động. Trong đó thì ngành dâu tơ thì hiện nay có khoảng là 15 doanh nghiệp, trong cái VCD là một doanh nghiệp lớn và có khoảng 40 dàn ươm tơ tự động. Và một trong những ngành là cái giá trị cái một trong những ngành là ứng dụng cái công nghệ ươm tơ và cái giá trị sau cái chế biến sang các ngành khác phải nói rất là khá và toàn diện rất là lớn và đã góp phần cái tỷ lệ xuất khẩu năm 2017 mang về trong giá trị ngoại tệ là khoảng là 10 triệu đô la. Tuy nhiên, để tơ lụa thực sự phát triển vững chắc, chính quyền các sở ngành nói chung và ngành dâu tằm tơ nói riêng cần tiếp tục đề ra các giải pháp liên kết, đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm để tơ lụa Bảo Lộc có chân dung, diện mạo mới xứng tầm với thương hiệu tơ lụa Bảo Lộc. Với thực trạng đất đai hiện nay của chúng ta đang canh tác một nguyên liệu cho dâu tằm, cho dâu thì chúng ta phải bàn. Thực trạng đất đai chúng ta ở đây không có tập trung mà phân tán là chủ yếu. Không như lĩnh vực khác, ví dụ như chè, cà phê, rau, v.v. Việc thứ hai thì chúng ta liên quan đến việc tầm, giống tầm. Cả giống dâu và giống tầm, hai cái này luôn luôn là một logic, quan hệ mật thiết để chúng ta có được kén. Thì chúng ta phải bàn đến lĩnh vực này. Hiện nay giống của chúng ta tại địa phương, tại Việt Nam, chúng ta tự cung được là bao nhiêu phần trăm mà cần phải nhập là ở đâu và nhập bao nhiêu phần trăm. Việc thứ hai là tôi đề nghị bàn đến lĩnh vực sản xuất. Sản xuất hiện nay của chúng ta là ươm tơ và sau ươm tơ. Thứ hai là dệt lụa. Việc thứ ba chúng ta phải bàn đến cái việc nào hợp tác giữa các doanh nghiệp và nông hộ, hợp tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và
hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và ở Bảo Lộc với nước ngoài bằng liên danh, bằng thu hút đầu tư. Tại hội thảo, các ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý đã nêu lên những thuận lợi và những thách thức mà ngành tơ tằm đang gặp phải, qua đó đề ra những giải pháp để phát triển dâu tằm bền vững. Theo các nhà khoa học, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, ngành dâu tằm cần đầu tư có trách nhiệm, tập trung vào công tác quy hoạch, phát triển vùng trồng dâu, nuôi tằm, áp dụng tiến bộ khoa học, tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tạo nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ lãi suất cho các hộ dân trồng dâu nuôi tằm, khuyến khích đầu tư thâm canh và chăn nuôi tiên tiến, đẩy mạnh công tác khuyến công, thực hiện tốt liên kết giữa bốn nhà, nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết các giá trị để đáp ứng được các tiêu chí chất lượng của những thị trường khó tính. Các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp trong nước và quốc tế cũng kiến nghị nhà nước cần có chính sách ưu đãi, tăng cường xúc tiến quảng bá thị trường trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Bảo Lộc nói riêng hợp tác phát triển đưa ngành dâu tằm tơ lụa thổ cẩm lên một tầm cao mới, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại hội thảo, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam và Hiệp hội Tơ lụa Thế giới đã ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế xúc tiến phát triển ngành dâu tằm Bảo Lộc. Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận của phóng viên, hội thảo thực trạng và giải pháp cho sự phát triển bền vững của ngành dâu tằm tơ. Kết thúc hội thảo, nhiều vấn đề đã dần có hướng giải quyết. Người dân, doanh nghiệp thực sự vui mừng khi chính quyền địa phương, các bộ ngành đã quan tâm đến sự phát triển bền vững của ngành chăn tằm, ươm tơ, dệt lụa. Theo tôi, cái hội thảo lần này là đưa đến cái hiệu quả cao cho bà con nông dân nuôi tằm. Đó là thứ nhất là về cái kỹ thuật trồng dâu, và thứ hai là kỹ thuật nuôi tằm con, và thứ ba nữa là năng suất kén, và thứ tư là các thuốc trừ bệnh của tằm, và nhất là cái thuốc trừ bệnh cho cái cây dâu. Và bên cạnh đó là có những cái vật dụng như cái né tằm và những cái sàn nuôi tằm để đưa đến là năng suất chất lượng cho bà con nuôi tằm. Và thứ ba nữa là đưa ra tầm nhìn của thế giới, đó là tơ lụa, ngành tơ lụa. Và nếu ngành tơ lụa ngày càng một phát triển thì bà con nông dân trồng dâu nuôi tằm càng nhiều và càng yên tâm để có cái hiệu quả cao hơn và đưa cái đời sống kinh tế của nhân dân lên cao hơn nữa. Tôi rất hài lòng, và không những tôi hài lòng mà những người tham gia cái hội thảo này cũng hài lòng, vì chúng ta muốn tơ lụa phát triển, ngành tơ lụa phát triển thì phải là cái giống dâu và giống tằm là phải là đảm bảo cho dân, để dân là ngày càng là phát triển người từng ngành dâu tằm và tơ lụa nhiều hơn. Hội thảo năm nay là tôi thấy là quá rõ rồi và quá tốt, với cứ cái đà giữ như thế thôi thì đã là tốt rồi. Còn nếu như các đơn vị cùng bắt tay vào, mọi người cùng góp sức vào, ai cũng dám làm thì sẽ là hiệu quả. Cá nhân tôi sẽ có ý kiến với hiệp hội để mà tổ chức ra những cái hình thức để mà mình triển khai các cái tham luận ở đây. Người ta đã góp ý cái gì khó về giống, cái gì khó về dâu, cái gì khó về con tằm, cái khó về trứng, rồi tại sao không nói đến vấn đề tiêu thụ, tại sao không nói đến vấn đề thị trường đấy, thì cái đó là sẽ góp ý. Và tôi mong rằng là nó sẽ còn nhiều cái hội thảo nữa về chuyên đề để mà mổ xẻ và đi đến một cái tập hợp lại giải quyết cho ngành nghề phát triển hơn. Nằm trong chuỗi sự kiện Thuận Văn Hóa Trà Tơ Lụa Bảo Lộc, hội chợ thương mại triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Bảo Lộc, đã thu hút 17 doanh nghiệp sản xuất chế biến trà và 17 doanh nghiệp tơ lụa của thành phố và các tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nội, Hà Nam tham gia trưng bày, triển lãm các sản phẩm trà tơ lụa thổ cẩm, giới thiệu quy trình sản xuất chế biến trà tơ lụa đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Được biết, ngoài các sản phẩm trà tơ lụa tại hội chợ thương mại, lần này còn bố trí nhiều gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh, trưng bày giới thiệu các mặt hàng gỗ cao cấp, các tác phẩm về cây kiểng bonsai, qua đó làm sinh động hội chợ và đáp ứng nhu cầu tham quan và mua sắm của người dân khi tham gia hội chợ triển lãm. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động phong trào và công tác Hội Phụ nữ năm 2017.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc hiện có 12 cơ sở hội trực thuộc với 21.732 hội viên. Trong năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc đã bám sát sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên, của Thành ủy Bảo Lộc để xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, ba nhiệm vụ trọng tâm. Các chỉ tiêu thi đua năm 2017 được xây dựng cụ thể theo từng nhiệm vụ, từng lĩnh vực, hướng dẫn cho từng đơn vị cơ sở vận dụng triển khai thực hiện theo đặc điểm của mỗi xã, phường. Công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia phong trào thi đua yêu nước, hai cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, cuộc vận động rèn luyện phẩm chất, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo, nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo hội viên. Các chỉ tiêu thi đua trong năm 2017 đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động hội năm 2017. Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận thành phố Bảo Lộc đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho bà Trần Thúy Liễu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vì đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp dân vận. Hội đồng Nhân dân phường 2, khóa 5 nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 7 để đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2017 và chi ngân sách phường năm 2018. Ông Nghiêm Xuân Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến dự. Tại kỳ họp, Hội đồng dân phường đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, dự toán thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách phường năm 2018. Đại biểu Hội đồng dân phường cũng đã nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong năm 2017, phường đã thực hiện thu đạt gần 6 tỷ đồng, tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định, công tác quản lý, xây dựng, trật tự đô thị luôn được quan tâm thực hiện, lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, y tế, kế hoạch hóa gia đình và trẻ em được triển khai có hiệu quả, vì thực hiện các chế độ chính sách tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, lực lượng công an, quân sự, xây dựng triển khai các phương án kế hoạch cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong các dịp lễ Tết, lễ hội và các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Do vậy, tình hình trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội được kiềm chế, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sau đây sẽ là một số nội dung khác. Kính thưa quý vị, vừa qua tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thanh, Hội Cựu chiến binh xã Lộc Thanh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phong trào hội năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Hội Cựu chiến binh xã Lộc Thanh hiện có 60 hội viên với 7 đồng chí trong ban chấp hành của hội. Tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh xã Lộc Thanh đã thông qua báo cáo tổng kết công tác hội năm 2017 với những thành tích đạt được trong công tác giữ gìn an ninh quốc phòng, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự, Mặt trận và các ban ngành đoàn thể tuyên truyền, vận động thanh niên khám tuyển trong độ tuổi 17, động viên 7 thanh niên lên đường nhập ngũ, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Các chi hội động viên góp quỹ giúp nhau không lấy lãi 295 triệu đồng cho 20 đồng chí, tham gia vận động đóng góp đối ứng đường Cầu Si, đường Suối Đun, Tân Bình 2, đường Đoàn Thị Điểm với tổng số tiền 860 triệu đồng, kết hợp với công an và các đoàn thể duy trì phong trào hai giáo họ không có tội phạm, giúp đỡ cảm hóa 4 thanh niên trở thành công dân tốt. Cũng nhân dịp này, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố Bảo Lộc đã trao tặng giấy khen cho một tập thể và một cá nhân đạt danh hiệu Cựu chiến binh gương mẫu năm 2017. Đồng thời, Hội Cựu chiến binh xã đã trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác vay vốn và tiết kiệm năm 2017. Trường Trung học Phổ thông Lộc Phát tổ chức lễ sơ kết và khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học kỳ 1 năm 2017-2018.
Năm học 2017-2018, trường Trung học phổ thông Lộc Phát có hơn 500 học sinh theo học tại các khối lớp. Ngay từ đầu năm, nhà trường đã đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với trình độ của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Ngoài ra, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Do vậy, chất lượng giáo dục của trường từng bước được nâng lên rõ rệt. Tại lễ sơ kết năm học, nhà trường đã khen thưởng cho những học sinh đạt thành tích cao trong học kỳ 1 năm 2017-2018. Nhân dịp này, nhà trường cũng đã phát hành hơn 5.000 vé số nhân ái gây quỹ để tặng quà Tết cho bạn nghèo trong trường học, ủng hộ bếp ăn từ thiện Bệnh viện 25 đồng, hỗ trợ máy ấm tính thác. Thưa quý vị và các bạn, Tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc Lâm Đồng năm 2017 đã chính thức khép lại. Dấu ấn về một tuần lễ thành công đã được lãnh đạo, doanh nghiệp, du khách và nhân dân địa phương ghi nhận. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng phóng viên của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc điểm lại các chương trình để có cảm nhận chung về tuần lễ. Tuần văn hóa trà và tơ lụa Lâm Đồng là một sự kiện văn hóa ngành nghề truyền thống của tỉnh Lâm Đồng trong tổng thể chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7 năm 2017. Diễn ra từ ngày 23 đến 27 tháng 12 năm 2017 tại thành phố Bảo Lộc với chủ đề Bảo Lộc hương trà sắc tơ, với 5 chương trình chính và 8 chương trình hưởng ứng. Thông qua tuần lễ nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác quảng bá ngành nghề sản xuất, chế biến trà và tơ lụa, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại ngành trà và tơ lụa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc nói riêng, Lâm Đồng nói chung. Lễ khai mạc Tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc Lâm Đồng năm 2017 có chủ đề Đêm hội Bờ Lao, tơ trà lan tỏa, với các hoạt động tôn vinh người làm trà, người trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa, quảng bá thương hiệu trà Bờ Lao, tơ lụa Bảo Lộc. Chương trình được xây dựng thành một kịch bản chi tiết riêng, gắn với việc công bố và cấp chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tơ tằm Bảo Lộc, kết hợp với chương trình nghệ thuật đặc sắc. Chương trình được tổ chức dàn dựng công phu, hoành tráng, phong nền sân khấu dựa trên khung cảnh không gian bát ngát của đồi trà, kết hợp với những dải lụa tơ tằm duyên dáng, đã tạo được ấn tượng sâu sắc, mở màn cho tuần văn hóa đặc sắc, mới lạ và hấp dẫn. Hội chợ thương mại triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Bảo Lộc đã thu hút 17 doanh nghiệp sản xuất, chế biến trà và 19 doanh nghiệp tơ lụa của thành phố và các tỉnh thành trong cả nước tham gia trưng bày, triển lãm các sản phẩm trà, tơ lụa, thổ cẩm, giới thiệu quy trình sản xuất chế biến trà, tơ lụa đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Ngoài các sản phẩm trà, tơ lụa, hội chợ còn bố trí nhiều gian hàng trưng bày, giới thiệu các mặt hàng gỗ cao cấp, các mặt hàng đồ gia dụng, các tác phẩm về cây kiểng, bonsai của Hội Sinh vật cảnh thành phố và của các doanh nghiệp khác, đáp ứng nhu cầu tham quan và mua sắm của du khách và nhân dân địa phương. Triển lãm ảnh nghệ thuật diễn ra tại nhà đa năng Trung tâm Văn hóa từ ngày 23 và kéo dài đến hết ngày 27 tháng 12. Triển lãm đã trưng bày 80 bức ảnh nghệ thuật thuộc nhiều thể loại của các tác giả, nhiếp ảnh gia thuộc Câu lạc bộ Nhiếp ảnh thành phố Bảo Lộc. Các tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp huyền ảo của cao nguyên Bảo Lộc, về những nương chè xanh ngát, về hoạt động sản xuất chè của doanh nghiệp, về quy trình sản xuất ươm tơ dệt lụa, qua đó giúp du khách dễ hình dung hơn về những hoạt động sản xuất ngành nghề truyền thống trên địa bàn. Với chủ đề Bảo Lộc ngày mới óng ánh sắc tơ, đêm trình diễn thời trang tơ lụa được tổ chức tại nhà thủy tạ Hội đồng Nai Thượng là chương trình đặc sắc thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, người dân địa phương. Đêm trình diễn thời trang lụa Bảo Lộc đã dành trọn thời gian để giới thiệu đến công chúng, du khách khắp cả nước và bạn bè quốc tế những bộ sưu tập đặc sắc nhất được may dệt từ chất liệu lụa tự nhiên của thành phố Bảo Lộc. Với sự say mê trên chất liệu cao cấp và mong muốn khám phá và chinh phục thị trường nội địa bằng những ý tưởng và tình yêu dành cho lụa, 15 nhà thiết kế nổi tiếng của cả nước đã thực hiện những bộ sưu tập của mình trên nền lụa tơ tằm, dệt nên một chân dung mới cho lụa Bảo Lộc. Với những ý tưởng bay bổng nhất và mang tính ứng dụng cao nhất từ các nhà thiết kế nổi tiếng đã thực sự tạo sức hút, truyền tải tốt thông điệp về sản phẩm tơ lụa Bảo Lộc. Từ khi đến đây thì em đã hòa nhập vào không khí tất cả mọi người, rất là vui được xem các tiết mục âm nhạc cùng với trình diễn thời trang rất là đẹp ạ. Em thấy rất là hứng thú ạ. Lần đầu tiên thì em đến đây để xem chương trình thời trang này thì em thấy tổ chức rất là hoành tráng, rồi rất là công phu nữa, rồi phong cách thời trang của các nhà thiết kế ở đây cũng rất là đa dạng nữa. Em nhìn cái chất liệu lụa em rất là thích. Hội thảo thực trạng và giải pháp phát triển bền vững của ngành dâu tằm, tơ lụa, thổ cẩm Lâm Đồng đã mổ xẻ phân tích nhiều vấn đề
và tìm ra các giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành dâu tằm tơ lụa, giữ vững và phát triển nghề chăn tằm, ươm tơ dệt lụa truyền thống. Tại hội thảo, các ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý đã nêu lên những thuận lợi và những thách thức mà ngành tơ tằm đang gặp phải, qua đó đề ra những giải pháp để phát triển dâu tằm bền vững. Tại hội thảo, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam và Hiệp hội Tơ lụa Thế giới đã ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế xúc tiến phát triển ngành dâu tằm Bảo Lộc. Cũng trong hội thảo ngành trà và dâu tằm tơ, hội thảo quy tắc đầu tư có trách nhiệm liên quan đến đất cho ngành chè tại Việt Nam, giải pháp sản xuất chè bền vững cũng đã được tổ chức. Tại hội thảo, các nhà quản lý đã nêu thực trạng, những thuận lợi và những thách thức mà ngành chè đang gặp phải, qua đó đề ra những giải pháp để phát triển chè bền vững. Hội thảo cũng đã đưa ra bộ quy tắc ứng xử đầu tư có trách nhiệm liên quan đến đất trong ngành chè tại Việt Nam, với mục tiêu giúp các hoạt động đầu tư liên quan đến đất của các doanh nghiệp trong ngành chè được tiến hành một cách có trách nhiệm, cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Bảo vệ quyền sử dụng đất là công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ tốt hơn các quy định của luật pháp, tăng lợi thế cạnh tranh, tạo ra khung cơ sở các quy tắc cho hoạt động giám sát và đánh giá các hoạt động đầu tư có trách nhiệm liên quan đến đất của chính quyền, địa phương và các cơ quan chuyên ngành. Phố trà Bờ Lao diễn ra từ ngày 23 đến 27 tháng 12 năm 2017 do câu lạc bộ trà Bờ Lao đảm nhiệm với sự tham dự của 18 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến trà trong và ngoài tỉnh. Đến với phố trà Bờ Lao, du khách và người dân địa phương được tham quan, thưởng lãm, giới thiệu các sản phẩm trà, cách pha trà và thưởng thức trà miễn phí. Ban tổ chức phố trà Bờ Lao cũng đã tổ chức hội thi thử trà, kiến thức trà, rót trà với sự tham dự của các trà nô yêu thích nghệ thuật pha trà. Hội thi là hoạt động nhằm phát huy, gìn giữ phong cách, nghệ thuật pha trà của người Á Đông, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu, nghiên cứu nghệ thuật pha trà để đi đến thống nhất một tiêu chí đạt đến cảnh giới của nghệ thuật pha trà. Thì so với các năm trước, với cái quy mô tổ chức trên một cái khu diện tích rộng, kết hợp rất là nhiều các cái chương trình đi liên quan, các chương trình phụ trợ theo, thì giúp cho cái lễ hội năm nay có một lượng khách rất là đông. Bên cạnh đó thì có một sự kết hợp khéo léo giữa cái lễ hội trà và tơ lụa và lễ hội hoa, nên lượng khách du lịch tới đây cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì cái thôn trà năm nay được xây dựng trên một cái mô hình khá là bài bản, có nhiều sáng tạo và nét mộc mạc riêng của nó, cùng với các cái chương trình kèm theo liên tục và xuyên suốt trong các đêm. Thì so với các năm trước thì năm nay nhờ những yếu tố đó mà lượng khách tập trung ở đây rất là đông, nên về mặt thương hiệu quảng bá thì năm nay phải nói là một trong những năm thành công rất lớn so với các năm trước về lượng khách, về tính thương hiệu. Hội thi hái trà bàn tay vàng búp chè non có sự tham dự của 10 đội với 40 thí sinh đến từ các đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, xã Lộc Tân và các đội thuộc nông trường trà Tâm Châu. Hội thi là dịp để tuyển chọn, tôn vinh những người lao động thầm lặng, hái trà giỏi, tạo điều kiện để người hái trà giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật hái trà, nhằm không ngừng nâng cao tay nghề và kỹ thuật, góp phần tạo ra nguồn nguyên liệu có chất lượng phục vụ cho công nghiệp chế biến trà tại địa phương. Chương trình Phiêu Du Xứ Bảo được tổ chức thành tour du lịch canh nông với sự tham gia của hàng ngàn du khách, học sinh và người dân địa phương trong và ngoài tỉnh, với mong muốn gửi gắm đến người tham quan những hình ảnh về quy trình chăm sóc, chế biến trà cũng như quy trình sản xuất tơ lụa tại vùng đất Bờ Lao, thêm yêu thương và tự hào về con người và vùng đất nơi đây. Trong 3 ngày đầu thực hiện, thành phố Bảo Lộc đã đón hơn 3.800 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại các nông trường, nhà máy chế biến, sản xuất trà và tơ lụa. Chương trình diễu hành đường phố do đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bảo Lộc, câu lạc bộ mô tô thể thao, xe ô tô cổ đã tổ chức diễu hành, cổ động trực quan trên tuyến quốc lộ 20, các trục đường chính trong nội thành và các huyện lân cận, đã tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân địa phương và du khách đến với thành phố Bảo Lộc. Đây cũng là hoạt động góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra tuần lễ. Hội thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề Bờ Lao quê em đã thu hút 830 em thiếu nhi đến từ 38 liên đội các trường học trên toàn thành phố. Hội thi là dịp để thiếu nhi thành phố Bảo Lộc thể hiện sinh động, đáng yêu và ngộ nghĩnh thông qua những sắc màu tươi trẻ trong từng tranh vẽ. Qua những tác phẩm này, thiếu nhi thành phố Bảo Lộc muốn gửi gắm tình yêu của mình đối với thành phố quê hương xinh đẹp, với những đồi trà, nương dâu, những nhà máy, xí nghiệp, con người.
Hội thi dân vũ và flash mob thanh niên 2017 đã thu hút sự tham gia đông đảo của các em học sinh, sinh viên của 8 trường trung học phổ thông trên địa bàn, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Lâm Đồng, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc. Qua các tiết mục biểu diễn đẹp mắt và ấn tượng, các trường đã thể hiện hình ảnh một thành phố trẻ trung, năng động trong mắt du khách và bạn bè quốc tế, góp phần thu hút, tập hợp thanh niên, củng cố xây dựng tổ chức đoàn hội vững mạnh. Cũng trong tuần lễ, Trung tâm trưng bày sản phẩm tơ lụa Việt Nam House đã khai trương tại địa chỉ 672 quốc lộ 20, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Đây là nơi trưng bày và bán các sản phẩm của 6 công ty tơ lụa nổi tiếng trên toàn quốc. Đến với trung tâm, khách hàng còn được tham quan mô hình sản xuất tơ lụa thu nhỏ để cho ra những sản phẩm đa chủng loại, đa màu sắc. Dự kiến trong năm 2018, tơ lụa Việt Nam House sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác, mở rộng địa bàn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Để làm nên một tuần lễ thành công, mang dấu ấn đậm nét về hương trà, sắc tơ xứ Bờ Lao, đảm bảo tuyệt đối an toàn, thành phố cũng ghi nhận đóng góp của cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Mặc dù thời tiết khá lạnh, nhưng cán bộ chiến sĩ công an thành phố Bảo Lộc luôn bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao cái ý thức của người tham gia giao thông. Vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi tập trung vào nâng cao cái kỹ năng cho người tham gia giao thông để người ta có cái xử lý tốt các cái tình huống khi tham gia giao thông. Về công tác tuần tra kiểm soát, chúng tôi tập trung vào kiểm tra xử lý nghiêm đối với các cái hành vi vi phạm. Tập trung vào kiểm tra đối với lại các cái phương tiện chở quá tải. Tập trung vào kiểm tra đối với cái phương tiện chở khách quá số người quy định và đối với lại cái xe dù bến cóc, tập trung vào tăng cường công tác kiểm tra cái nồng độ cồn, và đối với những cái hành vi vi phạm là cái nguyên nhân chính để xảy ra cái tai nạn. Khép lại tuần lễ, tối ngày 26 tháng 12 tại công viên trước Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã tổ chức tổng kết tuần văn hóa trà tơ lụa Bảo Lộc và khen thưởng cho 58 tập thể và 18 cá nhân có nhiều đóng góp cho tuần văn hóa trà và tơ lụa, trao biểu trưng, tri ân 9 đơn vị đã đồng hành cùng với tuần văn hóa trà và tơ lụa Lâm Đồng 2017. Với 5 chương trình chính và 8 chương trình hưởng ứng, tuần văn hóa trà và tơ lụa Lâm Đồng là một trong chuỗi sự kiện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7 năm 2017. Trong thời gian tổ chức, các chương trình của tuần văn hóa đã thu hút đông đảo người dân tham gia và tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương và du khách. Là một người dân địa phương thì đặc biệt vào cái dịp tuần văn hóa trà tơ lụa Bảo Lộc năm 2017 thì đến tham quan những cái gian trà ở đây, chúng tôi được biết là có 18 các doanh nghiệp đã tham gia trưng bày và triển lãm trà trong cái không gian của thôn trà này. Thì với người dân địa phương thì chúng tôi đến, chúng tôi thấy một cái không khí rất là khác biệt so với những cái năm trước, đó là có sự tập trung hơn và làm cho cái không gian thưởng thức trà nó gần gũi hơn với người dân. Tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc Lâm Đồng đã khép lại. Không chỉ các chương trình mang lại những thành công nhất định, mà tổng thể để lại cho thành phố Bảo Lộc sau lễ hội là cảnh quan môi trường được khoác lên màu sắc tươi mới, kết cấu hạ tầng giao thông nội thị được cơi nới, chỉnh trang, hệ thống ánh sáng, chiếu sáng đô thị được đầu tư đồng bộ, cơ sở vật chất được tận dụng để sử dụng cho các mục đích lâu dài. Dù không tránh khỏi những thiếu sót, song đến thời điểm này, chúng ta vui mừng và khẳng định rằng tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc Lâm Đồng năm 2017 đã thành công tốt đẹp và đạt được mục đích đề ra. Thay mặt cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, ban tổ chức tuần văn hóa trà tơ lụa Bảo Lộc Lâm Đồng năm 2017, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, của thành ủy, hội đồng nhân dân, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố, các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo của các huyện và thành phố Đà Lạt, đặc biệt là có sự chung tay đồng hành của các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, trà và tơ lụa. Cảm ơn các đơn vị tài trợ, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, đồng thời cũng xin ghi nhận biểu dương các đồng chí lãnh đạo của các xã phường, các phòng ban của thành phố, của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, của các em học sinh đã nỗ lực cố gắng với tinh thần trách nhiệm, đã tham gia tuần văn hóa trà tơ lụa, góp phần vào thành công của tuần văn hóa.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc thông báo triển khai chương trình chứng chỉ tiền gửi Tết Đắc Lộc Xuân Sum Vầy nhằm tri ân đến quý khách hàng và đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi. Được sự chấp thuận của Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2018 chi nhánh Bảo Lộc triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng với tên gọi Tết Đắc Lộc Xuân Sum Vầy. Chỉ với số tiền gửi tối thiểu là 10 triệu đồng, khách hàng tham gia chương trình sẽ có rất nhiều cơ hội trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng hơn 18,8 tỷ đồng. Hình thức giải thưởng đa dạng, số lượng quà tặng có giá trị lớn. Qua đó, khả năng trúng giải của khách hàng là rất lớn, gồm 3 hình thức khuyến mại như sau. Hình thức 1, quay số dự thưởng cuối chương trình trên toàn hệ thống với các giải thưởng hấp dẫn như căn hộ chung cư cao cấp tại khu K Park, Văn Phú, Hà Đông hoặc sổ tiết kiệm BIDV trị giá tối đa 1 tỷ đồng. Hình thức 2, nhận quà tặng ngay tại quầy giao dịch khi khách hàng được cấp một số dự thưởng. Hình thức 3, quay số theo cụm địa bàn với giải thưởng là một xe ô tô Mazda 2, 4 cửa, sổ tiết kiệm BIDV trị giá tối đa 600 triệu đồng. Hãy đến với chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bảo Lộc để tham gia chương trình với rất nhiều giải thưởng, rất nhiều niềm vui. Để biết thêm thông tin, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các địa chỉ sau. Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bảo Lộc, số 52 đường Lê Thị Pha, phường 1, Bảo Lộc. Điện thoại 0263 3866 802, phòng giao dịch Di Linh, số 29-31 Lý Thường Kiệt, khu 5, thị trấn Di Linh. Điện thoại 0263 3765 029, phòng giao dịch Bảo Lâm, số 11 Trần Phú, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Điện thoại 0263 3961 949, phòng giao dịch Lộc Châu, số 123 quốc lộ 20, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc. Điện thoại 0263 3718 666, phòng giao dịch Lộc An, thôn 1, quốc lộ 20, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Điện thoại 0623 3788 868, phòng giao dịch Hòa Trung, thôn 4, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh. Điện thoại 0623 3712 088. Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của quý khách hàng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bảo Lộc thông báo về việc kiểm tra bắn đạn thật cho học sinh trường Trung học Phổ thông Lộc Thanh. Thực hiện kế hoạch số 05/KH/BCH ngày 2 tháng 1 năm 2018 của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bảo Lộc về việc tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho học sinh trường Trung học Phổ thông Lộc Thanh. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân xung quanh khu vực thao trường bắn trong quá trình diễn ra kiểm tra bắn đạn thật, nay Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thông báo đảm bảo an toàn thao trường bắn với những nội dung sau. 1. Đối tượng tham gia bắn kiểm tra, học sinh trường Trung học Phổ thông Lộc Thanh. 2. Thời gian bắn, từ 6 giờ đến 11 giờ, ngày 5 tháng 1 năm 2018. 3. Nội dung kiểm tra bắn đạn thật, bài 1B, súng tiểu liên AK. 4. Địa điểm, thao trường bắn bô xít, tổ 15, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc. Vậy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bảo Lộc thông báo với nội dung và thời gian như trên, để bà con nhân dân không hoạt động sản xuất cũng như chăn thả gia súc quanh khu vực thao trường bắn, bán kính 500 m. Xin chân thành cảm ơn.